Hiện thì các nước Bắc Âu đang ghi nhận thời tiết lạnh kỷ lục, âm tới hàng chục độ C, mang theo tuyết dày làm gián đoạn giao thông và sinh hoạt. Như là Thụy Điển hôm qua thì đã phải trải qua một đêm tháng 1 lạnh nhất kể từ năm 1999, khi mà có nơi ghi nhận nhiệt độ xuống còn khoảng âm 44 độ C. Hàng trăm ô tô bị mắc kẹt dọc các tuyến đường cao tốc ở miền Nam Thụy Điển và Đan Mạch do tuyết. Ở nước láng giềng Phần Lan thì một số tuyến tàu cũng bị gián đoạn. Nhiệt độ có nơi ở vùng Tây Bắc là âm 42 độ C, tức là mức thấp nhất trong mùa đông này. Trong khi đó, các chuyên gia y tế thì đang cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại các khu lánh nạn sau động đất tại Nhật Bản. Và đã gần một tuần rồi sau khi mà động đất xảy ra, nhiều người hiện vẫn đang phải sống tạm tại những khu lánh nạn này. Hiệp hội Y học về bệnh truyền nhiễm của Nhật Bản cho biết, trung tâm sơ tán sau động đất luôn tập trung đông người, điều kiện về quản lý vệ sinh khó khăn, thiếu thốn về nước sạch. Đây là môi trường để các bệnh truyền nhiễm lây lan mạnh, đặc biệt nguy hiểm với những người có sức đề kháng yếu như trẻ em, người cao tuổi và những người có bệnh lý nền. Thống kê của Ủy ban ứng phó thiên tai của tỉnh Ishikawa, số lượng người nhiễm cúm và COVID-19 đang tăng lên tại các trung tâm sơ tán. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên đảm bảo vệ sinh. Nếu không có đủ nước sạch để thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, thì có thể lau, rửa tay bằng cồn, đồng thời đeo khẩu trang để phòng nguy cơ dịch bệnh. Những người bị mắc bệnh cần thông báo với cơ quan quản lý để có sự hỗ trợ kịp thời, chủ động tự cách ly để tránh lây nhiễm cộng đồng. Các cơ quan y tế của Nhật Bản và các tổ chức xã hội cho biết sẽ nhanh chóng vận chuyển vật tư cần thiết phòng dịch như cồn sát khuẩn và khẩu trang cho người dân tại khu vực sơ tán. Chính phủ Nhật Bản đã cử thêm bác sĩ và y tá đến khu vực động đất, đồng thời thành lập nhóm hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh do thiên tai. Nhóm này bao gồm những chuyên gia có kinh nghiệm xử lý trong các trận động đất trước đó, như trận động đất ở khu vực Đông Bắc năm 2011 và trận động đất ở Kumamoto năm 2016. Các chuyên gia này sẽ đến các địa điểm tư vấn và hỗ trợ người dân kiểm soát nguy cơ dịch bệnh. Long Nguyễn, phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Nhật Bản.